Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề cách khiến cô gái bạn thích nhớ bạn các bạn nhé. Các bạn thân mến, sau khi tạm biệt cô gái mà bạn thích, bạn có chắc chắn rằng cô ấy sẽ nhớ đến bạn hay không? Nếu cô ấy không nhớ bạn, tức là bạn đã không biết cách khơi dậy mong muốn của cô ấy và cô ấy không có đủ ấn tượng về bạn. Cho nên, ngay cả khi bạn không ở bên cạnh cô ấy, bạn cũng phải khéo léo để khiến cô ấy luôn nhớ về bạn nhiều hơn, muốn ở gần bạn nhiều hơn. Để làm được điều này, mình sẽ mách một số cách để các bạn hiện thực hóa điều này các bạn nhé. Trước hết, để con gái nhớ bạn thì bạn phải khơi dậy cái sự ham muốn của họ. Ham muốn này tức là làm cho con gái muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn. Các bạn phải thực hiện một số những cái bước sau. Lưu ý thứ nhất là bạn phải hạn chế thời gian hai người dành cho nhau khi mới yêu. Các bạn thân mến, nếu bạn muốn cô gái nghĩ về bạn khi hai người tạm biệt nhau sau những cái buổi hẹn hò, bạn không nên ở bên cô ấy quá lâu. Tất nhiên, để làm được điều này thì bạn phải tạo cho cô ấy giây phút thật tuyệt vời và thú vị nhưng có chừng mực. Và đừng để cô ấy nghĩ rằng giữa hai người không có gì để nói. Bạn có thể hẹn cô ấy một hoặc hai lần một tuần, nhưng đừng coi cô ấy là người duy nhất trong mối quan hệ xã hội của bạn. Nếu không, cô ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy có thể gọi bạn bất kỳ lúc nào. Khi hẹn hò với một cô gái, bạn đừng suốt ngày kè kè bên cô ấy. Hãy để dành chút thời gian làm việc khác. Bằng cách này, các cô gái sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên bạn và họ muốn được nhiều hơn thế. Lưu ý thứ hai là giới hạn thời gian các cuộc gọi điện thoại. Nếu bạn và cô gái bạn thích thường xuyên nói chuyện điện thoại, hãy rút ngắn thời lượng cuộc gọi lại các bạn nhé. Bạn có thể gọi cho cô ấy vài phút để kể cho cô ấy câu chuyện thú vị. Và bạn cũng có thể quan tâm xem cô ấy đang làm gì, nhưng đừng nói quá lâu. Bạn phải giữ cho cô ấy hứng thú với bạn và cảm thấy rằng cô ấy không thể nói hết được với bạn những điều cô ấy muốn nói. Có nhiều chàng trai khi nói chuyện với cô gái mình thích thường muốn nói thật lâu, nói thật nhiều, nhưng cuối cùng nó không đọng lại được gì trong tâm trí của con gái cả. Cho nên bạn đừng nói với cô ấy tất cả những cái suy nghĩ của bạn trên điện thoại. Bạn phải để lại một số cái chủ đề nào đó để khi bạn gặp mặt cô ấy thì mình sẽ nói. Điều quan trọng nhất mình lưu ý là bạn cần phải biết tận dụng tốt thời gian khi nói chuyện với cô ấy. Nếu bạn chỉ nói với cô ấy có vài phút qua điện thoại thì bạn phải thể hiện hết sự quyến rũ của mình, khiến cô ấy cười và khiến cô ấy cảm thấy rằng bạn là người đàn ông duy nhất đối với cô ấy. Nếu bạn không làm được điều này mà bạn đã tiết kiệm thời gian và lời nói với con gái thì có thể nó sẽ phản tác dụng các bạn nhé. Lưu ý thứ ba là bạn đừng vứt bỏ mọi thứ chỉ để trò chuyện với cô gái mà bạn thích. Nếu bạn muốn con gái nhớ bạn thì bạn không nên gọi điện hay là nghe điện thoại của cô ấy bất kỳ khi nào. Nếu cô ấy nhắn tin cho bạn thì khi mà bạn đang bận, bạn không cần phải trả lời cô ấy bằng một tin nhắn ngay lập tức. Tất nhiên, nếu hoàn cảnh lúc đó thực sự yêu cầu bạn phải trả lời thì đó là một vấn đề khác. Nếu không, bạn có thể đợi vài phút trước khi gửi lại tin nhắn cho cô ấy. Điều này cũng áp dụng cho các cuộc gọi điện thoại. Nếu cô ấy gọi cho bạn, bạn không cần phải trả lời mọi lúc hoặc nhấn nút nghe máy ngay lập tức. Nếu một cô gái nhận thấy rằng cô ấy có thể liên lạc trò chuyện với bạn bất cứ lúc nào thì chắc chắn cô ấy sẽ ít nhớ bạn hơn hoặc thậm chí là không có cảm giác nhớ bạn. Nhưng các bạn phải lưu ý một điều rằng là nếu con gái muốn nói chuyện với bạn khi tâm trạng của họ không vui thì bạn hãy ở bên cạnh cô ấy, hãy tâm sự với cô ấy. Điều đó càng làm cho con gái nhớ bạn hơn khi cô ấy xa bạn các bạn nhé.
Lưu ý thứ tư là hãy dành thời gian cho bạn bè của bạn. Các bạn thân mến, ngay cả khi yêu say đắm thì bạn cũng không nên cho rằng cô gái có thể thay thế bạn bè của bạn. Nói cách khác, mặc dù bạn có thể giảm bớt thời gian ở bên bạn bè cho cô gái mình thích, nhưng bạn không nên bỏ rơi hoàn toàn bạn bè của mình. Bởi vì nếu một cô gái biết rằng bạn có nhiều bạn bè, cô ấy sẽ nghĩ bạn là một người thú vị. Nếu cô ấy thấy bạn chỉ ngồi chơi và chờ cô ấy gọi điện, cô ấy có thể nghĩ rằng bạn chẳng có ai ngoài cô ấy. Vì vậy, cô ấy sẽ không quá nhớ bạn. Bạn phải cân bằng giữa tình bạn và tình yêu. Bạn không thể lúc nào cũng chơi với bạn bè và không có thời gian để đi cùng bạn gái. Nhưng bạn cũng không thể bỏ bạn bè của mình và chỉ ở với cô gái mà bạn thích. Bởi nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho bạn bè thì con gái cảm thấy rằng bạn đang xa lánh cô ấy và mất hứng thú với bạn. Còn nếu bạn dành cả ngày bên một cô gái thì con gái sẽ cảm thấy rằng họ là tâm điểm duy nhất của cuộc đời bạn. Lưu ý thứ 5 là hãy giữ cho mình cảm giác bí ẩn. Nếu bạn muốn cô gái mà bạn thích luôn nghĩ về bạn thì đừng để cô ấy nhìn thấu những gì bạn đang nghĩ, và đừng để cô ấy biết bạn đang làm gì. Mặc dù bạn phải làm cho cô ấy hiểu là bạn quan tâm đến cô ấy, nhưng đừng nói thẳng với cô ấy rằng cô ấy là cô gái tốt nhất và bạn không thể rời xa cô ấy. Bạn có thể khen cô ấy và nói cho cô ấy biết bạn thích cô ấy, nhưng bạn không thể nói hết suy nghĩ của mình về cô ấy. Bạn phải luôn tạo cho cô ấy cảm giác bạn còn rất nhiều thứ để cô ấy khám phá. Và muốn khám phá thì cô ấy phải ở bên bạn nhiều hơn, nhớ bạn nhiều hơn. Các bạn thân mến, đó chỉ là 5 lưu ý để kích thích sự ham muốn của con gái. Nhưng các bạn chỉ làm được đến đây thì con gái chưa thể nhớ bạn được. Muốn làm được những điều trên thì bạn phải là người đàn ông ở trong tim cô ấy trước đã. Rõ ràng nếu cô ấy chưa thích bạn mà bạn đã thực hiện những cái lưu ý ở trên là bạn thất bại. Trước khi thực hiện thì bạn phải khiến hình ảnh của bạn nằm trong trái tim của cô ấy. Mình chia sẻ một số cách để bạn làm được điều này. Cách đầu tiên là bạn hãy là người cuối cùng cô ấy nghĩ đến vào ban đêm. Các bạn thân mến, muốn các cô gái nhớ bạn thì nên thường xuyên để cô ấy nghĩ về bạn trước khi cô ấy đi ngủ. Bạn hãy gửi cho cô ấy một tin nhắn ngọt ngào hoặc gọi cho cô ấy vào ban đêm, để khi cô ấy đi ngủ, cô ấy sẽ nghĩ về bạn hoặc thậm chí là mơ về bạn. Khi thức dậy vào buổi sáng, cô ấy có thể vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện ngọt ngào với bạn trước đây và thậm chí là còn nhớ bạn nhiều hơn. Nói chuyện với con gái trước khi đi ngủ để thu hút sự chú ý của cô ấy. Vì lúc này cơ thể và tâm trí con người dần thư giãn nên việc tập trung vào bạn đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Cách thứ hai là hãy tặng cô gái một món quà để cô ấy luôn nhớ đến bạn. Có thể là một chiếc vòng cổ hay một chiếc vòng tay, bất kỳ món quà gì, miễn là cô gái luôn mang bên mình hoặc luôn nhìn thấy nó hàng ngày. Chúng sẽ làm cho hình ảnh của bạn hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của cô ấy. Khi hai bạn không ở bên nhau, cô ấy sẽ nhớ bạn nhiều hơn khi cô ấy nhìn thấy chúng, đúng không ạ? Món quà không cần tốn nhiều tiền, giá cả món quà không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái tâm của bạn gửi vào món quà đó, các bạn nhé. Cách thứ ba là đối xử tốt với con gái khi hai bạn ở bên nhau. Bạn không cần quá dè dặt khi ở bên cạnh người con gái mình thích. Nếu bạn muốn một cô gái vẫn nghĩ về bạn sau khi tạm biệt ấy, thì hãy cố gắng tạo ấn tượng tốt với cô ấy khi hai người ở bên nhau. Hãy để cô ấy bị thu hút bởi bạn, khiến cô ấy cười, để cô ấy cảm thấy rằng cô ấy là người đặc biệt trong trái tim bạn, để cô ấy cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Hãy trân trọng và chân thành với con gái, bạn sẽ có tất cả.
Các bạn thân mến, tán tỉnh một cô gái không quá khó khăn mà duy trì tình yêu luôn nồng nàn, luôn tươi mới, đấy mới là điều khó nhất. Mỗi cô gái thích và không thích khác nhau, duy trì tình yêu cũng khác nhau. Cho nên, trước tiên bạn phải tìm ra tính cách của cô gái mà bạn yêu, sau đó chọn phương pháp phù hợp. Chủ đề ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong các chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.